Thì hôm trước anh đã mình đã dạy cho các bạn thứ về các một cái gọi là một cái thuộc tính display address, thì là một cái layout cực kỳ quan trọng trong việc bố cục lại các item, các element. Thì hôm nay chúng ta tiếp tục học một cái thuộc tính quan một cái layout quan trọng thứ hai, đó là div. Là hai thuộc tính này cực kỳ dùng rất là nhiều trong trong việc chúng ta xây dựng bố cục và phát triển trong web mình nhé, nên các bạn phải lưu ý và đọc kỹ và thực hành nhiều vào cả hai cái này. Rồi, GIF là công cụ mạnh mẽ dùng để phân chia bố cục cho toàn trang. Thay vì applet, book thì thông thường nó phân chia một một phần thôi, nghĩa là hoặc thêm một chiều. Điểm lớn nhất mà chúng ta phân biệt giữa GIF và applet đó là applet thì nó sẽ phân bố thêm một chiều, nghĩa là hoặc là nó sẽ sắp xếp thêm một chiều chiều một hàng, nghĩa là một row đó, hoặc là có thể sắp xếp thêm một cột bằng cách chúng ta là applet direction đấy, hoặc là cột hoặc là hàng thôi, nó sắp xếp kiểu như bố cục như thế. Thì trong khi đó thằng GIF nó có thể sắp xếp một lúc cùng lúc là hai chiều luôn, cả về về hàng cả về cột, là row column luôn ấy, hai chiều. Thì chính vì điều này thì nó FTP cho phép chúng ta xây dựng một cái layout như thế này rất là nhanh chóng. Layout web. Rồi. Đây. Đây. Chỉ cần một vài thao tác thì chúng ta sẽ xây dựng được một bố cục như thế này rất là nhanh chóng các bạn nhé, chứ không phải là phức tạp như thằng Applet. Applet xây dựng này 3 4 lớp mới ra được cái layout này, còn thằng GIF có thể xây dựng một chút thôi là nó ra được rồi. Rồi vậy chúng ta vào chi tiết thằng GIF, nó sẽ cách nào để chúng ta thằng GIF xây dựng bố cục, và chúng ta sẽ học cách xây dựng bố cục trên GIF nha. Rồi, đầu tiên mình sẽ vào đây các bạn nhé. Cũng tương tự như thằng Applet thì chúng ta có hai thành phần chính. Thứ nhất là chúng ta sẽ nói đến một cái gọi là container. Container là thành phần bọc bên ngoài. Và cái thứ hai là item, là cái nội dung chứa bên trong. Rồi, chúng ta vào nhé. Đây. Giờ sẽ copy cái đoạn này. Cho nên nha. Này đặt tên là GIF thôi các bạn nhé. Rồi bây giờ mình sẽ giúp cận cho nè nhé. Rồi cái thứ hai viết ai tập mình có hai bằng như thế. Rồi và mình sẽ làm tiếp thêm một thằng luôn, mình sẽ làm song song với một cái thằng gọi là thằng Applet để các bạn dễ so sánh nhé. Kia là Applet. Sẽ có hai thằng. Rồi. Rồi, ban đầu chúng ta chưa có gì các bạn nhé. Các bạn để ý này, mình sẽ ban đầu mình vào mình đi lại đây, mình lên viết này, viết đây.
Thì cái thằng này là thằng cơ bản là lúc nào đối với container thì mình nhắc lại luôn container FLS nhé, là FLS đây đây, thì mình sẽ xây dựng hai thằng như thế này. Lập tức các bạn thấy rằng đối với thằng thằng FLS thì mặc định nó sẽ xây dựng những cái item theo chiều chiều ngang như thế này, gram như thế này. Còn đối với thằng này thì mình phải set cho nó, mình có sẽ có hai cái thành phần chính để set ra hay cột, đó là Good Terminal, hoặc giả sử như thế, và một cái thành phần thứ hai đó là Good Terminal Ground. Đây thì hai thành phần này sẽ set được cái cột và hàng. Thì giả sử mình đang muốn set ba cột chẳng hạn, và mỗi cột là 20 pixel, 200 pixel, 200 pixel. Đây thì mình sẽ set 200 pixel ba cột. 200 pixel. Ok, mình tạm thời mình xóa cái này nhé, mình tắt cái này đi. Rồi, mình kiểm tra xem. Thì lập tức mình sẽ xem một cái là background color cho này nhé. Là màu green đi. Và thằng background color này là màu orange. Ok. Đây. Và các bạn lưu ý rằng hai thằng đều có grab nhé. Grab là cái thằng router, là cái thằng chính giữa giữa hai cái cột, hai cái dòng đó. Thì mình sẽ cho grab thằng này là 20 pixel. Mình đi từng bước một các bạn nhé. Đó là cái này. Ok. Mình sẽ thêm một cái nữa. Gáp ở ngoài này. Ok. Nhập có đấy, các bạn lưu ý một điều rằng là những cái nào thuộc về thằng container là cái thằng cha nằm ngoài, còn những cái nào thuộc về item là cái thằng con nằm trong. Hiện tại bây giờ mình chỉ làm việc cái thằng thằng bọc ở ngoài thôi đó, mình chưa làm việc cái thằng 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 những phần tử bên trong nhé. Giờ bạn để ý là mình mới làm việc cái thằng ở ngoài, mình xét bố toàn diện cho ngoài thôi. Thì cái thằng thằng git nó ở thằng thằng git nó sẽ cũng có gap, nhưng mà mình sẽ đặt là column column grab hay chẳng hạn, thì mình đặt 20 pixel. Đây. Thì nếu mình đặt như thế này thì các bạn để ý rằng nó chỉ xét được kích thước theo chiều những cái cột này thôi này. Nhưng mình đang muốn là xét cả hai trường hợp là cả cột và cả dòng này nó đều có khoảng trống hết, thì mình có thể đặt là git grab 20 pixel. Đây. Là nó xét cả hai chiều, cả dòng cả cột các bạn nhé. Đó là điểm khác biệt đầu tiên giữa thằng git và thằng fled. Đấy. Thì như thế bạn có thể xét được. Nhưng mà các bạn để ý rằng như thế này, hiện tại thằng git container nó đang là full màn hình, nhưng mà hiện tại mình set ba dòng nhưng mà nó chỉ có như đây thôi, 200 pixel thôi. Giờ mình muốn làm sao để cho mình set ba cái cột như thế này, nhưng mà sao, nhưng mà nó sẽ full được kích thước màn hình. Không lẽ giờ mình để xét lại này 33%, nếu mình xét cái này 33% thì nó mình xét thử nhé, 33% thì nó không chuẩn đâu. Tại vì mình đã có khoảng trống ở giữa là 2 pixel rồi, nên 33% lúc này là rất là không tính được. Đây. Đây. Thì lúc này nó đã tràn ra ngoài rồi các bạn. Đúng rồi, nó tràn ra luôn nè. Tràn ra ngoài luôn nè. Cái dài hơn cái kích thước ban đầu của nó luôn. Đây. Nhưng không được nhé. Nó sẽ tràn ra ngoài. Thì mình có một cách đó là auto chẳng hạn. Auto. Đấy, thì nó có thể nó sẽ xét như thế này. À. Đấy, thì kích thước mình sẽ được như thế này, ba dòng, hoặc là mình muốn bốn dòng chẳng hạn, bốn dòng thì mình thêm một cái auto nữa, bốn dòng và bốn cột, năm sorry các bạn nhé. Đấy. Thì tương tự như thế, đấy các bạn thấy không?
giờ mình muốn xét thành ba cột thì mình có thể dùng cái này để cấu trúc được cái dòng của mình, còn với thằng này thì mình không thể nhé. Mình phải xét từng thành phần phần trăm rồi xong mình xét lại từng nhỏ, hoặc là mình có thể bọc bọc ba cụm này thành một cái cụm nhỏ xong mình xét lại. Đấy, thì cái thằng gíp này đang giúp cho mình có thể xét được bố cục như thế này, trong khi thằng FLED thì không thể. FLED thì mình cũng xét xét như thế này, hoặc là bạn có thể xét cho nó tràn xuống và bằng FLED nó bằng mấy phần trăm cột đó, nói chung là sẽ phức tạp hơn. Đó. Trong trường có một cách nữa, đối với những cái thành phần bằng nhau như thế này thì mình có thể mình sử dụng một cách repeat repeat nhé. Thì mình sẽ ghi là bốn cột chẳng hạn, và mình ghi là FR nhé, FR một FR này thì nó sẽ tượng trưng cho cái việc mà những cái cột này nó sẽ bằng nhau các bạn nhé. Đây thì nó sẽ ra kết quả tương tự đó, mình muốn xếp ba cột thì mình xếp ba, bốn cột bốn hoặc là có năm cột thì năm. Các bạn thấy là một cách làm rất là dễ cho mình cho cái việc mình lựa chọn. Đấy, năm cột mình xét ba nhé. Được, ok. Đấy, thì các bạn thấy công dụng của thằng FLED có thể là bố cục cái trang của bạn rất là nhanh trong trường hợp này. Và tương tự như thế mình cũng có thể xem là ground. Đây, giả sử mình tắt cái này đi, tắt cái này đây, mình sẽ ghi template, mình sẽ dùng ground, mình muốn nó xét thành ba ground. Cái này xếp thành ba rau, nhưng mà thật sự là nó không xếp thành ba rau, tại vì nó chỉ hiện tại này mình sửa một tí các bạn nhé, mình sửa một tí đây để muốn xếp thành từ nhé. Nhất là mình xét kích thước cho nó. Đây các bạn thấy không, ba rau đấy đó, lúc mà ba rau thì nó chỉ ba rau rồi thôi này, đấy nó ba rau rồi thôi, còn lại thì nó vẫn những cái thằng tử kia nó sẽ xét như thế. Nó hơi khó hiểu một tí là nó sẽ đi theo ba rau như thế này, đây một rau này, hai rau, ba rau, và nó đã đủ ba cái rau của nó rồi. Đây các bạn thấy là khi mà chia đủ ba cái rau của nó rồi thì nó sẽ tự do những cái thằng tử khác. Đấy, xét nó đúng ba rau giống như cột, có nghĩa là xong ba rau thì nó sẽ xuống một dòng, xong ba rau thì nó xuống một dòng. Nếu mà mình sẽ làm cách này cho bạn dễ hình dung này, nếu mà mình sẽ cho thằng rau rau này thôi, nghĩa là thằng rau một pixel đó này cũng khó nhỉ, nghĩa là nó sẽ xong ba rau thì nó sẽ bắt đầu nhảy, xong ba rau nó nhảy đó, còn ba rau kích thước này sẽ là auto, sau khi ba rau auto thì những kích thước khác nó sẽ nhảy các bạn nhé. Rồi thì cái này thì nó nghĩa là nó sẽ cụm ba rau này xong nó nhảy tiếp đấy, ba rau ok. Thì sẽ có một số cái mình cần quan tâm, một số flow tương tự như thế mình sẽ có. Nếu mà bạn xét thông thường bạn sẽ ghép này này, thông thường thì mình sẽ xét ghép cột chứ mình ít khi mình xét ghép này nhé, mình xét ghép cột sau mình sẽ xét lại kích thước cho thằng này đó, thì nó sẽ đồng nhất về mặt kích thước đấy, đồng nhất về một kích thước, và mình chỉnh một chút về thằng thằng này bằng ghép đấy, thì nó sẽ được đồng nhất về mặt kích thước và nó đấy, nghĩa là mỗi thằng nhảy ra nó sẽ là 100 pixel để mình chỉnh được điều này. Rồi thêm rất là nhiều cái nên mà mình cần phải kiểm tra, mình xuống lên mình sẽ đi từng, tại vì nó rất là nhiều nha nên sẽ phải đi từng bước. Thứ nhất là cột grab này,
là nó sẽ làm cái như mình vừa nói là chỉ dùng cột không hoặc dùng ráp không, nghĩa là nghĩa khoảng trống giữa các cột với nhau, hoặc là khoảng trống giữa các dòng với nhau. Đấy, thì cái này mình làm rồi mình không nói á, mình sẽ gặp từng phần nhé, mình sẽ hướng dẫn các bạn từng phần, tại vì nó khá nhiều các bạn nhé, thì mình sẽ đi từng phần. Rồi ráp, ráp thì nó có ba phần, thứ nhất là row ráp, column ráp hoặc là gip ráp, thì ba phần đó mình đã hướng dẫn rồi. Còn về gip thì nó có các phần chính như là gip tuple, row, gip tuple, column. Này thì hai thành phần này thì mình vừa thực hành xong. Còn gip tuple error nghĩa là sao? Nghĩa là thực chất là cộng hai thằng này lại. Thực chất cộng hai thằng này lại các bạn. Đây, thôi mình đây mình ví dụ cho nó mau. À, gip đây. Ở đây nó có sẵn ví dụ. Gip, error đây. Clip audio nó phải kết hợp với thằng đây, một cái là một này, hai này, ba, bốn, nó sẽ đặt tên cho từng thằng phần một, một hai ba bốn. Cái này thì mình không hay dùng cái thằng clip audio, tại vì mình thông thường mình xét một kích thước của thằng thằng trên thôi, còn cột thôi, còn dòng nó sẽ mặc mình auto, sau đó mình dùng thằng kia. Chứ clip audio mình cũng không hay dùng thằng này còn nhé, không hay dùng thằng này. Mình sẽ dùng, chủ yếu mình dùng, mình sẽ hướng dẫn mà cái gì mình chủ yếu dùng. Đấy, give auto auto round thì nó sẽ xét kích thước mặc định những thằng nào auto, nhưng thằng round nãy mình auto mình xét được là 150 này. Đây, 150 hoặc là 250. Đấy, thì mình sẽ xét những cái thằng như thế này. Rồi, tiếp theo. Tiếp theo đó là thằng give cột. Gíp cột là cái gì? Là giúp mình xét kích thước ngay thằng gíp cột này. Gíp cột là nó sẽ liên quan thằng item các bạn nhé. Đây mình sẽ đây gíp cột thì này mình sẽ liên quan thằng item. Các bạn để ý rằng giúp mình là các bạn đếm giúp mình giữa mỗi cái đường line này sẽ nó gọi là một cái path line. Bạn lưu ý rằng mình sẽ ghi cho 4 5 cột cho nó nhiều, 5 cột đi. 5 cột đi. Rồi, mở cái đường và mình sẽ thêm này nhiều một tí. Đây, mở đường line này sẽ gọi là chat line. Các bạn có thể đếm như thế này. Ví dụ như cái vị trí đầu tiên là vị trí thứ nhất này. Ví dụ từ đến từ đây qua nhé. Thì này là một này là hai này. Các bạn cứ tính là n cộng một giúp mình. Nghĩa là nếu thằng này là cột thứ nhất đúng không? Thì chat line là chat line thứ hai là tới đây. Đây, 2 3 4 là từ 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 đến qua. Đấy các bạn để giúp mình. Thì cái thằng gíp cột này nó sẽ sử dụng chat line như thế nào? Thì giả sử mình có một cái item số 1 này thì mình sẽ cho nó là gíp thêm một cái thuộc tính á, gíp item tầm 1. Ok. Rồi. Gíp item. Đấy, thì nó sẽ làm cái gì? Đây. Và mình nó sẽ có hai cái phần, một thằng bắt đầu và một thằng kết thúc, nghĩa là thằng bắt đầu khi mà nó gom cột và thằng kết thúc khi mà nó gom cột, thì nhiệm vụ của thằng này là nó sẽ gom cột lại nhé. Đây, trường hợp mình muốn là gom cái thằng cột thứ nhất với cột thứ hai thì mình ghép một ba chứ. Đây là từ cái vị trí viền này tới vị trí viền này, đây nó tính từ đây đây chắc lại này, một này, hai này, ba này, tới đây nhé, là anh gom từ đây đây nó sẽ gom lại. Đấy, tương tự như thế thằng hoặc là chắc lại bốn chẳng hạn, tức là năm chẳng hạn, đã sử dụng một cột lại đây nó sẽ gom lại, thì mình sẽ bố cục được kích thước như thế này dựa vào cái gíp cột. Hoặc tương tự như thế mình sẽ có cái gíp gọi là gíp 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 dòng,
cái dòng chẳng hạn, mình sẽ cho thằng này cái dòng này. À, tí mình làm cái dòng sao đây, mình làm cái cột trước. Rồi một một còn một cái nữa, còn một cái nữa mà cần quan tâm đó là space. Span span này nghĩa là nó tính như thế này. Nếu mà nếu span nó nằm trước á, trước dấu gạch này này, thì nó sẽ tính từ từ trái qua phải. Đây. Có đỏ đỏ chứ gì nữa nhỉ? Nó không có kích mình không được nhé. Cái tên là khoảng ok. Rồi cái thằng span này nè, nghĩa là từ cái vị trí này nó sẽ chiếm bao nhiêu ô, thay vì mình phải đếm, thay vì phải đếm là một một này, hai này, ba này, bốn này, đến thứ bốn, thì thay vì mình đếm như thế thì mình chỉ cần span 3. Hình như thiếu thiếu chữ rồi, không có chữ đâu, không biết rõ gì hết nhỉ. Còn đi đây, giả sử như thế này đây, thì từ vị trí này thì chín trăm hai cột, các bạn không cần phải đếm là thằng cuối nó bao nhiêu, các bạn chỉ cần biết là thằng đầu và nó cộng thêm hai cột nữa là nó gộp hai cột. Đây, cái này các bạn sẽ dễ hình dung hơn. Giả sử như thằng này này, mình muốn gộp tới đây, nghĩa là gộp bốn cột đúng không? 1 2 3 4 thì nó 3 4 là được. Đấy, thì mặc định sẽ gộp bốn cột. Thì cái này là một trong hai cách. Còn có một cách nữa là nó sẽ đi ngược lại như thế này. Nghĩa là span trước và ba cột tính từ cột thứ hai chẳng hạn. Đây. Ta lại sai về một công thức nhỉ? Nếu mình mình copy từ đằng này và lúc này thằng spa này ghi cũng đúng này, ghi cột an toàn con mình sẽ ghi vào đây là tiếp con mỏ đúng không? Tại sao nó lại sai một cái tiếp?
Để cái này để mình xem lại các bạn nhé. Tạm thời mình trước mắt mình đã sẽ làm như thế này đi. Đây. Anh tính từ cột thứ hai này, từ cột thứ hai sẽ cột nhất này. Đó và đấy, thì trước mắt là như thế, còn cái kia thì để mình xem lại một tí nhé. Ok. Rồi, tiếp theo tương tự như vậy, thằng thằng round nó cũng sẽ có round column thì nó cũng sẽ chiếm cột như thế. Đây thì nó mình sẽ làm trong trường hợp này mình muốn là nó chiếm with error là chiếm cả hai vụ. Nếu hai thì mình cái thứ hai nhé, mình làm cái một cái item thứ hai. Cái thứ hai là ba đi. Okay. Thì mình sẽ ghi ba. Thứ ba. Thì nếu mình dùng là get error thì các bạn mình nghĩa thằng get error mình sẽ vào đây mình các bạn xem định nghĩa nhé. Get out rồi get cộng get nó rất là nhiều các bạn. Thêm một đây. Đây. Thì nó thứ nhất là cái việc nó sẽ theo bốn vị trí. Vị trí đầu tiên là thằng cột bắt đầu, thằng dòng bắt đầu. Vị trí thứ hai là thằng cột bắt đầu. Hai vị trí cuối là có thể là hoặc là nếu là số không, nếu là nó là số không này, nếu không có chữ nhé, không có sự span nhé, nếu là số không thì chúng ta định nghĩa là cái start line kết thúc và cái của thằng round, còn cái cuối cùng là start line kết thúc của thằng column. Còn nếu mà có chữ span nghĩa là nó chiếm thêm bao nhiêu cột đó nữa là xong. Đây thì giờ mình sẽ xét cái thằng này. Xét cái thằng này. Đây mình cách thằng thứ ba, thứ tư đi. À, thằng qua cũng được, mình sẽ cho thằng này nó chiếm thằng a bằng thôi. Ok. Hai bằng thôi. Thì bắt đầu thì mình xét thằng này. Thứ nhất mình muốn thằng này là nó đi từ cái 1 2 3 này. Qua này, bắt đầu từ cái line này. Đây. Sau đó mình muốn nó tới cái line số 5. Đây, 1 3 4 5 số 5. Và mình muốn cái này là cái cột nhé. Cột là cột thứ nhất đi. Cột thứ nhất. Rồi tiếp theo đó là mình muốn nó là span 2 cái này. Và mình muốn nó là span 3 này thế nào. Đây, cho nó giống thì mình gặp này xong chúng gặp đây thì mình hãy xem kết quả nào thì nó sẽ sao nó bị lỗi. Tại vì chiếm hết không gian nó phải nhảy xuống cái này cũng hơi hơi khó hiểu các bạn. Nghĩa là cái thằng dòng thứ ba này, dòng thứ ba nó nằm dưới này, dòng thứ nhất đi. Dòng thứ nhất này. Đấy, dòng thứ nhất và nó chiếm hai cột, chiếm hai hai dòng. Phải đúng không ạ? Giờ là chiếm hai dòng. Đấy. Và nó tiếp theo là cái thằng này là cái cột là cột cột thứ hai này nó sẽ chiếm ba thành phần là chiếm 1 2 3 nó sẽ có kết quả là như thế này. Đấy. Thì tính dễ hiểu. Còn nếu mình bật cái này lên nó lại. Mình mở cái này lên này thì nó không sắp xếp được. Nó bị mâu thuẫn giữa cái dòng này sống tại dòng này sống mâu thuẫn thì làm tiếp chèn hai dòng các bạn nó không sắp xếp được. Để trước mắt thì mình có thể sắp xếp như thế này hoặc là mình sắp xếp từ cái thằng phía dưới này các bạn hoặc là mình sắp xếp cái thằng 9 thằng 10 dưới này cũng được này. Nếu mình sắp xếp từ thằng 7 đi đấy, đã bút nó xong như thế này rồi.
tắt cái này đi. Mình sắp xếp bố cục cho nó xuống thằng hai này như thế này, xong mình chuyển bố cục nó xuống thằng thằng sáu đi. Thằng sáu mình sẽ làm thằng sáu nhé. Tiếp ai thằng sáu. Cái này mình suy sắp xếp bố cục mình cũng sẽ làm thẳng thẳng các bạn nhé, chứ không hay dễ bị nhầm lắm. Rồi mình sẽ copy đoạn này. Thì các bạn để ý rằng này, thì lúc này là số 6 này, thì mình muốn nó từ cái dòng bắt đầu của nó là dòng thứ 1, 2 này, thì mình bắt đầu từ dòng thứ 2 này. Đây, kết thúc mình sẽ cho nó cộng 2 2 dòng. Ok. Rồi tiếp tục cột này, cột thứ 6 thì nó sẽ là cột thứ 1, thứ 2 này. Thứ 2 mình kết thúc cho nó cộng 3 dòng, thế này ok này. Đấy. Thì lúc này là nó sẽ lấy được cái bố cục này. Đấy, nghĩa là một cách đơn giản mình có thể ghép được tất cả bố cục mà muốn trong một bộ tổng hợp như thế này, thì bạn có thể lấy được các bố cục của nó dựa vào cái thằng ghép như thế này nhé. Cái này nó cũng rất là các bạn phải làm nhiều. Cái thằng này thật ra mình cũng không làm nhiều đâu nhé, các bạn phải làm nhiều với thằng này. Mình hay dùng Applet hơn. Cái này bố cục toàn bộ nên mình sẽ thiết lập cho bạn một cái này cho nó dễ dễ hình dung. Như cái này là layout này, website này, mình sẽ thiết lập website cụ thể. Đây, mình sẽ làm như thế này thì các bạn dễ hình dung hơn đấy. Trong một cái này cũng đơn giản, mình làm cái này đi, cho nó tạo này. Đây, đây, mình muốn sắp xếp một cái như thế này, thì các bạn làm sao? Mình sẽ đi xuống tạo một cái nữa nhé. Đây, mình đi xuống mình tạo một cái này. Này bao gồm là sẽ mở một cái mới đi. Đấy. Mình sẽ có header nhé. Mình tạo như thế này thì các bạn dễ hình dung. Nhiều khi mình tạo như thế thì các bạn rồi tiếp tục thằng bên nhé. Rồi mình có gì nữa? Mình có thằng map này. Map này. Đây. Mình có thằng gì nữa? Mình có thằng hai bên này content là hai cái system chẳng hạn. Đây. Đây. Mình assign đi, assign hai bên nào là cái assign. Đây, em muốn có assign. Assign. Và ở đây hai cái assign và cái cuối cùng là cái footer. Này. Thay vì lúc trước các bạn phải làm rất là nhiều thứ từ Flow, Inline, tất cả các thứ, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn bạn làm cái này rất là nhanh. À, thì ban đầu nó không có gì nhé. Bây giờ mình sẽ apply cho thằng body luôn. Đây. Thì mình sẽ apply gif. Rồi, thì mình muốn mình thấy rằng mình xem này. Xem đây. Layout các bạn đếm xem nào. Đây các bạn có thể hình dung ra cái cột của nó mình chia thành thông thường mình chia thành 12 cột đi. Thì mình sẽ làm cái gì? Mình sẽ ghép này. Ghép terminal column là 12 previous. À, 12 và sau đó một enter. Ok. Thì nghĩa là mình chia 12 cột. Và mình đang mong muốn là thằng body những cái item đầu tiên thì mình sẽ cho nó là background color, mình sẽ cho nó cái viền đây nhỉ, cái viền đây thì border official solid
cái viền màu sao. Ok đấy, thì mình có thể thấy là tất cả có được có viền nhé, nhưng mà hiện tại thì nó chưa có kích thước gì hết, nó nằm như thế này đấy. Thì mình làm cái gì, mình sẽ bắt đầu chia cột nhé, và mình hình dung ra nó, mình sẽ cho mỗi thằng, ban đầu mình sẽ cho rộng rộng một tí để cho các bạn biết cái vị trí đó, nó mình cho cái thằng header này, mình sẽ cho thằng header bằng 12 cột luôn, header này. Đấy, thì mình sẽ cho này 12 cột, thì nó bắt đầu thì mình sẽ set bằng div column, thì bắt đầu thì nó sẽ là strap line đầu tiên, và mình dùng span span là như vậy nữa, và là 12 cột đấy. Đấy, thì mình thấy đầu thằng đầu tiên nó 92 cột này. À, tiếp theo mình sẽ cho thằng, cho cái này là give auto gao, và mình sẽ cho nó là 50 pixel đấy, mình sẽ cho nó rộng ra 50 pixel đấy. Đầu tiên mình sẽ có được header nhé, đây mình sẽ ghi là header. À, tiếp theo thằng nắp ba thì nó cũng tương tự, nắp ba và thằng footer cũng tương tự, thì mình sẽ tiếp tục mình sẽ, nhưng mà nếu ghi như thế thì ok, nắp ba và thằng footer ok đấy. Thì bạn thấy rằng một plot mình đã tạo ra xong như thế này rồi. Tiếp theo đó là mình sẽ cho mỗi thằng cách nhau một khoảng nhé, thì mình sẽ cho là cái gì, tiếp tiếp tổng sản là 20 pixel đi, các bạn dễ nhìn đấy. Vậy thì rồi navigation thì rồi tiếp theo là assign size ba. Này còn này, rồi này là sai ba nhé, sai cả là phút đấy. Đấy, các bạn thấy không, mình đã làm một lón mà mình đã xong một cái nội dung này, và mình muốn thằng sai ba nó chiếm nhiều, nó chiếm là bao phần trăm không, mình nghĩ chiếm 20% thì hai thằng sẽ 40%, thì mình sẽ xét cho thằng size 3 size, sẽ xét cho nó trong này nó sẽ có hai trường hợp, trường hợp đầu tiên là size 3 đầu, trường thứ hai là size 3 cuối. Thì size 3 đầu là một này, thì nó 20% thì nó sẽ bằng 12, anh chị chiếm nhá, chiếm 2 cột đi, 2 cột, 3 cột đi, 3 cột thì 5, 2 cột không, 3, 2, thì cái thằng này mình sẽ xét lại, tại vì nó có 2, 2, 2 cột các bạn, thì thằng sẽ nào, và hai z hai mình sẽ sửa đọc tay rồi mình sẽ xếp thằng sai ba hai rồi, cái này sẽ nằm ở vị trí nào mình muốn là nó từ vị trí thứ 12 này đó, lúc này lúc trong trường hợp này thì mình đếm không được này, nghĩa là mình không biết là nhiêu đen nhiêu trong này nhiêu cột, mình đếm không được, thì mình sẽ làm ngược lại là từ vị trí số, trước tiên mình làm cái này đi, cắt này trước, dạ,
Đấy, các bạn thấy đầu tiên là mình xét hai khoảng đúng không? Còn khi mà mình không biết cái vị trí cột như thế nào thì mình sẽ xét cho nó từ cái vị trí thứ 12 trở lại thôi. Đây, thì mình sẽ span hai cột thì tới cái vị trí thứ 12. Đấy. Đấy. Thì cái này sẽ thực tế hơn mà. À 13 chứ. Cái dòng mà dùng cuối này 13. Đấy. Thì các bạn thấy là và cái thành phần còn lại thì mình sẽ xét là góc đạt mà cuối là thằng nhiễm này à, thì nó sẽ chiếm là thằng thứ ba, nó sẽ chiếm số ba này, một hai ba bốn thì nó sẽ chiếm là thằng đấy. Thì lập tức chúng ta sẽ có một cái layout như thế này và những cái thành phần này thì các bạn có thể xét cột kích thước nó lại đấy. Thì sau khi xong cái thằng này thì các bạn sẽ tự xét kích thước từng thằng một cho nó rộng ra như thế này. Còn bây giờ mình xét chung một kích thước là cho nó một cái cho dễ nhìn. Đấy. Thì bạn thấy cấu trúc của mình là một lót thôi, mình sẽ có được cái layout. Và bên trong cái layout này này, bên trong layout này các bạn nên dùng, nếu mà không có bố cục phức tạp á, chỉ một dòng hoặc một cột như thế này thôi, có những thành phần nhỏ thôi, thì mình có thể dùng applet để mình xử lý content ở trong đó. Tại vì applet nó sẽ mạnh về content, mình có thể xét được các những vị trí item content đó trong này. Giả sử nhé, header footer thì mình sẽ cho là đây. Nếu trong trường hợp này mình sẽ xét cho nó sẽ chiếm mình thở tổng cộng này, lúc này mình sẽ xét cột nhé. Mình sẽ cho nó thành 10 thành 10 10 10 dòng bên trên sẽ xét dòng. Lúc nào mình sẽ xét dòng mình sẽ remix 10 dòng. Fr đây. Sẽ lúc mình sẽ cho nó 10 dòng. Ok. Và cái thằng header nát 3 thì mỗi thằng sẽ chiếm 2 dòng, thì mỗi thằng 6 dòng đúng không? Thì mỗi thằng sẽ chiếm 2 dòng. Không, nhưng mà như thế thì nó lại không ổn các bạn. Nếu như thế thì bạn sẽ phải xét từng cái một thì cái chiếm bao nhiêu thì như thế cũng không hay lắm. Nên mình xét lẻ đi. Với những trường hợp là mình xét lẻ đi, còn xét tổng thể được. Mình sẽ đặt xét kích thước. Lúc này mình sẽ xét khác những thằng này. Ổn quá. Khác là nó lớn sớm. Thì nó lại hay hơn. Đây, cái này nó lớn sớm. Cái xét cũng sẽ cái điểm main này. Còn vậy em. Còn một thành phần khác, xe 3 hôm nay thì mình sẽ chỉnh lại. Mọi người làm đây, chúng ta sẽ xem này, hoặc là website này, là qua mấy đứa sai ha. Thì là mình sẽ xét khác. Đó là thành phần đây. Đấy. Thì lập tức nó sẽ ra được cái content như thế nào. Đó, giúp cho bạn thiết kế được một cái layout rất là nhanh. Không, thông thường hồi lúc trước các bạn làm applet hoặc là các bạn lúc trước bạn làm applot á, các bạn xếp cái vật cực chỉnh rất là nhiều. Thì trong này mình chỉ chỉnh một chút thôi, mình xếp được bố cục như thế này. Rồi trong này thì các bạn sẽ xét giúp mình applet nhé. Trong giả sử như mình có này, UL này,
sao của LI có 4 tầng chẳng hạn, 2, 3, 4. Rồi mình sẽ có tầng hôm này, menu này, à hôm rồi about này, about này, rồi mình có new này, context này. Đấy. Đấy. Thì 4 tầng như thế. Thì lúc này trong thành phần này mình có thể set, mình có thể set thằng kia nhé, rồi mình gọi thằng là U đi, mình thằng A không, tại vì này bọc này bọc này nữa cũng phiền, mà tạo ra một cái U là không được. Thì lúc mà mình set applet, display applet, đây, lập tức, đấy, xong mình sẽ cho những bố cục nó như thế nào, gắp nó là 20 pixel. Đấy. Lập tức rồi ly ly này. List item spiral này. Đấy. Đấy. Tương tự như thế, nhanh chóng mà có thể xét được cái thằng ở bao này, dọc thêm cái này hoặc cái này kia. Đấy. Thì thằng FLS sẽ mạnh vô việc sắp xếp từng cái thành phần này nó vị trí nào trong cái màn hình này. Đấy. Bạn làm thao tác rất là nhanh. Đó. Sau đó thì cái việc mà sắp xếp bố cục thì nó sẽ trở nên đơn giản hơn, mà thấy ok không? Còn cái này có thành phần này effect draw star là cái mã đó rồi đó, cái dòng bắt đầu, dòng kết thúc, dòng bắt đầu, dòng kết thúc trong trường hợp này này này, dòng bắt đầu, dòng kết thúc này, dòng kết thúc này. Đây. Nhưng mà cái đó thì sẽ tính theo là cái chart line các bạn nhé, chart line. Rồi các bạn nên xem qua cái này và nhớ những cái này là chính thôi. Những cái này mình sẽ dùng chính trong phần git để mình sắp xếp bố cục ngoài. Sau bố cục ngoài thì mình sẽ xử lý phần update, chứ mình cũng không đi sâu quá nhiều về về phần git. Làm quá nhiều git. Trong git mình sẽ xây dựng cái bố cục toàn bộ thôi. Như thế này thôi. Sau từ mình dùng như thế này thôi. Còn rất là toàn kia mình không có dùng ít được tết. Đấy. Rồi mình sẽ đưa link cho các bạn một cái link, các bạn đọc vào đây các bạn sẽ dễ hình dung hơn. Kiếm tiếng Việt nhé, tiếng Anh thì cũng có nhưng mà các bạn đọc tiếng Việt cũng hay. Có làm gì sáng hay là hay rồi xem lại nhận cái này để lắm, nó cũng không hay lắm, cái này thì không hay lắm. Bạn đợi tí mình sẽ cho các bạn một cái đường link, các bạn lên cho các bạn đọc giúp mình. Đây, mình thấy cái này nó khá là đọc cái này cũng được, bạn đọc cái này cũng được, thôi đọc cái này cũng được. Đây, các bạn vào đây hoạt động. Đây, nó so sánh việc sử dụng thằng applet và thằng div.
thì thằng 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 Git nó sẽ mạnh bố cục, và thằng Applet nó sẽ mạnh về sau thiết kế những nội dung thành phần ở trong. Thì mình sẽ gửi cái link này lên đây cho các bạn đọc nhé. Và các bạn có thể lên đây đọc thêm về Git, cách dùng Git này. Thì nó sẽ hướng dẫn cho các bạn rất là nhiều cách, và nó ở đây nó có thể giảng cho các bạn một số thành phần. Này là không hay lắm, là chúng mình đọc một bài khá là hay và khá là chi tiết. Cái bài này thì mình không thấy được cái sự đó. Trang gì? Free Flow. Bạn phải lên đây còn đọc lại để mà nắm kiến thức, những kiến thức chính tất cả, tại vì thật ra nó rất là nhiều các bạn, và các bạn phải sử dụng nhiều thì bạn biết. Bản thân mình thì mình chỉ dùng để tạo bố cục như thế thôi, ở ngoài thôi, còn lại phía trong những FLS khác là mình sẽ tạo bố cục layout như thế này. Đây, các bạn đọc kỹ cái phần này nhé, cái phần gọi là phần 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 line nhé, gọi là chat line đó, phần viền nằm giữa đây. Ở đây có clip bắt đầu kết thúc này đây, và này dựa vào chat line này đây. Thì nó sẽ gộp lại những cái cấu trúc như thế này này, ok nhé. Lúc nãy giờ mình giảng bài có phần nào các bạn chưa hiểu không, hoặc là có phần nào mình giảng rồi nhưng mà các bạn thấy khó hiểu như thế nào, các bạn có thể chia sẻ với mình nhé.